Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với lập trình thật kỳ diệu trong series lập trình sử dụng cộng cơ bản. Trong video hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ghép kiểu giữa các kiểu dữ liệu với nhau. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một project console application như mình đã tạo ở đây và tạo một file source nguồn là main.cpp. Thì ở đây mình có đi kèm với hai đường link và một đường link trong đó liên quan đến bảng mã ASCII là cái bảng mã các ký tự hiển thị sử dụng trong máy tính. Thì các bạn cố gắng vào đây tìm hiểu bảng mã ASCII. Và ở đây mình có một số phần mình cần lưu ý cho các bạn, đó là các phần ký tự ASCII hiển thị được. Thì ví dụ như số 0 ở trong bảng mã ASCII nó hệ thập phân đó là 48, số 1 49 tương tự như vậy. Ký tự A lớn là 65, ký tự A mình nhỏ là 97 vân vân. Thì tại sao lại cần phải xem bảng mã này? Bởi vì tí nữa chúng ta sẽ có một phần ghép kiểu liên quan đến các kiểu dữ liệu kiểu số. Rồi bắt đầu thì chúng ta sẽ include iostream, bởi vì chúng ta cần nhập xuất cơ bản iostream using namespace atd. In main. Ok, bây giờ mình sẽ trở lại bài hôm trước, đó là mình khi tạo kiểu tra thì mình có khai báo là in character bằng A đi. Thì nếu như mình khai báo như thế này và mình xiao ra thì nó sẽ ra kết quả là bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng thử character ndl. Ok, chúng ta sẽ Ctrl 5 để chạy. Kết quả ra cho chúng ta là 65. Vậy tại sao lại là 65 mà không phải là chữ A như chúng ta đã định nghĩa ở đây? Thì về bản chất thì chữ A ở đây nó là kiểu tra, và kiểu tra thì được convert sang kiểu in. Và ở đây chúng ta có kiểu tra cho biến A mã ASCII mang bảng mã là 65. Thì nó sẽ lưu trữ giá trị của character lúc này là 65 chứ không phải giá trị của A này nữa. Và để hiển thị ra ký tự tra, chúng ta có một cách convert ngược lại, đó là chúng ta sử dụng tra và mở ngoặc ở đây, mở ngoặc đóng ngoặc cho như này. Thì đây gọi là ép kiểu tường minh. Nếu như trên này thì chúng ta là ép kiểu ngầm định. Ép kiểu ngầm định chính là phần implicit type conversation này. Thì chúng ta sẽ chạy thử để xem hiển thị kết quả. Đó, chúng ta đã ra được ký tự A ở đây. Chúng ta hoàn toàn có thể ép kiểu giữa các kiểu dữ liệu số với nhau. Ví dụ như tôi có kiểu in như thế và tôi có thể có một kiểu in khác. Tôi có một biến double đi. Double là kiểu số thực. Double long chẳng hạn. Lát long, lát đi, bằng 1 chấm là bao nhiêu đấy. Ok, bây giờ tôi muốn lấy phần nguyên. Lúc này tôi sẽ đi thực hiện việc ép kiểu và tôi sẽ khai báo ví dụ như an in lát chẳng hạn, nó sẽ bằng lát luôn. Điều gì sẽ xảy ra? Bây giờ nếu như tôi sẽ in cái biến in lát này ra, in last. Đó, chúng ta có kết quả là được số 1 ở đây. Nhưng mà do chúng ta đang ép kiểu ngầm định, nó sẽ tự động nó ép kiểu cho chúng ta. Và ở đây chúng ta có một cảnh báo là sẽ conversation from double to in. Nó có thể là chúng ta sẽ bị mất data. Như chúng ta thấy ở đây là chúng ta đã mất phần dữ liệu ở phía sau dấu phẩy này, và thay vào đó là chỉ lấy được phần nguyên này thôi. Nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể tương ứng như thế là chúng ta sẽ khai báo in vào đây. Nó sẽ là ép kiểu tường minh. Việc ép kiểu tường minh và ép kiểu ngầm định nó sẽ chỉ khác nhau, đó là chúng ta có khai báo ra các phương thức khai báo hay không. Nếu như chúng ta không khai báo ra phương thức để ép kiểu thì nó sẽ ngầm định, nó sẽ cố gắng ép kiểu về. Và ví dụ như ở đây tôi nhập vào một số là ví dụ như là 1000 đi, mà tôi lại ở đây tôi dùng kiểu kêu sort đi. Kêu sort thì kích thước của nó chúng ta sẽ phải đi xem lại về. Ok, tôi sẽ tìm vào phần fundamental type này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu kiểu sort là 16 bit. 16 bit thì kích thước của nó sẽ là kiểu sort đây. Integer này. Sort nó sẽ là 32767 âm 32768 đến 32767. Giờ giả sử như tôi để vào đây là 1 triệu đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đây, sort đây thì chúng ta sẽ in ra kết quả nó sẽ ra cái gì. Ta chạy thử ra nào. Ồ. Tại sao lại ra được là 16.960 mà không phải là phần này? Thì lúc này nó sẽ sinh ra một vấn đề là bị tràn. Thì kiểu của chúng ta nó sẽ bị tràn từ 32.700 đến khi nó được 32.767 thì nó thì cái giá trị 1 triệu này nó sẽ bị tràn và nó cứ tràn và nó trừ dần, tràn nó trừ dần, tràn nó trừ dần. Về sau kết quả nó sẽ được là 32.767. Mình có thể dùng máy tính ở đây. Bây giờ mình sẽ dùng 1 triệu. 1 2 3 đây. 1 triệu. Ok. Trừ đi. 32767 bằng phát nữa. Nó cứ trừ dần vậy. Đó, 16.990 gì đây. Đó, 960. Thì do cái việc bị tràn này, nó sẽ cố gắng nó thay đổi và nó tràn. Chúng ta sẽ bị mất mát dữ liệu. Nên là khi các bạn thực hiện việc convert giữa các kiểu dữ liệu thì các bạn cần lưu ý tránh trường hợp bị tràn quá mức của kiểu dữ liệu giữa tương giữa hai bên. Ví dụ như chỗ này chúng ta có thể dùng sort và cái này gọi là function style. Thì nó chúng ta có các kiểu của C casting expression này và function casting này. Thì cái kiểu ví dụ như vừa nãy là char C bằng char đóng bằng ngoặc như này của character kia. Đó, thì cái kiểu này là kiểu ép kiểu ở trong C style. Kiểu ép kiểu này là kiểu ép kiểu của C cộng. Ngoài ra chúng ta còn có một kiểu ép kiểu khác, đó là static cast. Static cast này nó cũng tương ứng. Thì ví dụ như tôi có kiểu in của my last kia bằng static cast. Đó, chúng ta sẽ đóng bằng ngoặc như thêm cái này và cast về kiểu in thì chúng ta sẽ cho kiểu in ở bên cạnh và static cast chúng ta sẽ cast cho cái biến lát kia. Sẽ cần phải dấu này bao thằng này lại. Đó, sau đó chúng ta sẽ có thể in ra được thành thằng my last này của chỗ F5. Đó, thì chúng ta kích thước của kiểu in có thể tối đa là 2 tỷ. Đấy, nên nó chúng ta nhập vào 1 triệu thì nó vẫn thoải mái, nó convert sang ngược lại được. Nhưng kiểu sort thì cái kích thước của nó ít, lưu trữ số lớn nhất là rất nhỏ, là nhỏ hơn rất nhiều so với cái số 1 triệu này. Nên là nó sẽ bị mất mát dữ liệu và bị tràn. Nên các bạn cần lưu ý. Đây là cách để casting giữa các kiểu dữ liệu với nhau. Casting đây. Đây là casting kiểu ngầm định. Đây là casting kiểu function sketch. Kiểu này là kiểu C-style. Kiểu này là kiểu static cast. Tại sao lại cần phải ép kiểu giữa các kiểu dữ liệu với nhau? Không phải lúc nào chúng ta cũng có dữ liệu đầu vào chuẩn. Hoặc là không phải đó là dữ liệu đầu vào chúng ta mong muốn. Thì chúng ta sẽ có thể thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu với nhau để thu được một kết quả chính xác cho chương trình của chúng ta đã chạy. Ngoài ra thì có trong nhiều trường hợp chúng ta do đặc tính của máy tính mà chúng ta sẽ phải thực hiện việc ép kiểu. Ví dụ như khi chúng ta chia hai số nguyên cho nhau ở trong máy tính thì nó sẽ ra được là một số nguyên. Ví dụ như mình có in abc đi bằng 5 chia 2, thì lúc này chúng ta sẽ được một kết quả là 5 là số nguyên, 2 là số nguyên, thì abc lúc này nó sẽ là bằng 2, bởi vì 5 chia cho 2 nó sẽ chỉ bằng 2 thôi, không lấy phần dư là 2,5 đâu, nó sẽ bị ép kiểu đó. Thì những phần này sẽ được áp dụng nhiều ở trong các chương trình của chúng ta để thực hiện việc ép dưới kiểu dữ liệu này, để có thể thực hiện được phương thức tính toán ở bên kiểu dữ liệu này, các cái hành vi có thể thực hiện được ở bên kiểu dữ liệu này, và ép sang kiểu dữ liệu khác để có thể thực hiện các hành vi ở bên kiểu dữ liệu khác đó. Ví dụ như chỗ này chúng ta muốn lấy kết quả chính xác thì chúng ta sẽ phải ép kiểu, chẳng hạn như chúng ta sẽ ép kiểu thằng này về double, và thằng này là float, thằng này là double đi. Để mình ví dụ lại cái double này, chạy lại nào xem nó có ra là nó vẫn không ra 2.5 cho chúng mình, thì chúng ta sẽ phải ép kiểu ở đây. Ví dụ như chúng ta sẽ ép kiểu là double đây đó, Ctrl F5 chạy xem kết quả chương trình đó. Chúng ta đã có được kết quả 2.5 tương ứng. Hy vọng là các bạn sẽ tìm hiểu thêm về các cái ví dụ về bảng mã ASCII này, có chuyển đổi dữ liệu qua lại giữa in, sort, double, float vân vân. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu ở các ví dụ tiếp theo sẽ liên quan đến toán tử. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.